Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Ban Việt ngữ đã cho tự do. Với những nội dung chính sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Bà Sương, 5 năm tuổi, bị kết án hồi tháng 5 năm 2019 với tội danh phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước vì tham gia biểu tình phản đối hai dự luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng và rải truyền đơn kêu gọi biểu tình về nhiều vấn đề của đất nước. Bà được trả tự do vào ngày 13 tháng 12 năm ngoái, sớm trước thời hạn 10 tháng tù. Ngày 29 tháng 3 vừa qua, bà đến trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai để quan sát phiên tòa phúc thẩm của YouTuber Nguyễn Thái Hưng và vợ chưa cưới Vũ Thị Kim Hoàng. Tuy nhiên, bà bị lực lượng an ninh đuổi khỏi khu vực xử án. Hai ngày sau, vào sáng 31 tháng 3, Công an huyện Định Quán đã triệu tập bà Sương lên làm việc. Bà Sương nói với Đài Á Châu Tự Do ngay sau buổi làm việc. Còn bây giờ thì đang thời điểm này thì công an nó đang canh tôi sát sao quá. Tôi vừa về tới nhà thì tụi công an nó tới làm việc dữ quá. Họ nói là tôi không được đi tham gia như vậy. Gần cuối buổi làm việc, viên công an của huyện Định Quán nói với bà, cứ mấy ngày tôi sẽ thăm chị một lần. Khi làm việc, người công an này không đeo bảng hiệu nên bà không nhớ tên. Phóng viên có gọi điện cho công an huyện Định Quán để kiểm chứng thông tin, nhưng người trực điện thoại yêu cầu cung cấp tên và chức vụ của sĩ quan công an đã làm việc với bà Sương mới có thể xác minh. Trong thời gian thụ án, bà Sương bị mắc nhiều bệnh như sưng phù, gan thận và tuyến giáp cùng với men cao và dạ dày bị nhiễm vi khuẩn HP. Tuy nhiên, bà không được chữa trị đầy đủ và do vậy bệnh vẫn không thuyên giảm cho đến ngày ra tù. Trại nó cũng cho uống thuốc mà không biết là cho mình uống thuốc gì mình không biết. Mà uống càng ngày càng bệnh nặng, càng ngày càng nặng. Có đợt tôi không nào nói chuyện được, mặt mà sưng, người sưng từ đầu đến chân. Rồi miệng, lưỡi rồi sưng không thể nói chuyện được luôn. Sau khi ra tù, bà đi khám bệnh và được bác sĩ cho biết sức khỏe của bà hiện rất yếu và khó có thể cải thiện vì bà đã sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau trong thời gian nhiều năm trước. Bà Sương cho biết trong thời gian bị tạm giam ở B5 từ tháng 10 năm 2018 đến đầu tháng 12 năm 2019, gia đình bà đã phải đút lót tiền cho một số cán bộ ở đây để được gửi đồ tiếp tế vào trong. Tuy nhiên, bà vẫn không nhận được quà từ gia đình. Gửi đồ vô cho mình thì đồ mình nó vứt đi, nó đâu có đưa vô cho mình đâu. Tụi nó chỉ biết ăn tiền mình xong rồi nó vứt đồ mình đi. Bà nói thêm rằng có một số viên công an nhận tiền của gia đình, mỗi lần nhận từ 1 triệu đến 2 triệu đồng một người. Tuy nhiên, gia đình không nhớ tên của người nhận và cũng chỉ nói cho bà biết thời gian gần đây sau khi bà mãn hạn tù. Phóng viên gọi điện cho công an Đồng Nai và trại giam An Phước để kiểm chứng thông tin bà Sương cung cấp nhưng không ai nghe máy. Bà Sương được trao giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá năm 2021-2022 cùng với 4 nhà hoạt động khác là Nguyễn Thúy Hạnh, Huỳnh Thục Vi, luật sư Võ An Đôn và Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Đây là giải thưởng trao cho những người tại quốc nội đang bất chấp hiểm nguy, đòi hỏi dân chủ, tự do, công lý và độc lập thật sự cho Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 31 tháng 3 lên tiếng phản đối Đài Loan tổ chức tập trận bắn đạn thật tại đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam đòi chủ quyền ở Biển Đông. Trả lời phỏng vấn của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước thông báo tiến hành tập trận của Đài Loan, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói, như đã nhiều lần khẳng định, việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Bà Hằng nói, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động trái phép nêu trên, không tái diễn vi phạm tương tự. Đảo Ba Bình là đảo lớn nhất tại quần đảo Trường Sa, hiện do Đài Loan chiếm giữ. Trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc hôm 31 tháng 3 lên tiếng thúc giục các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở các tỉnh phải giải quyết dứt điểm các vụ án tham nhũng lớn để chuẩn bị tốt cho việc lấy phiếu tín nhiệm, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Truyền thông nhà nước cho biết, trong cuộc họp giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thành và Ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy quý 1 năm 2023, ông Trạc đã nêu tên những vụ án lớn cụ thể cần giải quyết sớm bao gồm Việt Á, AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, Đăng Kiểm. Đây là những vụ án thuộc sự theo dõi và chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam và có liên quan tới nhiều địa phương. Một số lãnh đạo cao cấp ở địa phương và trung ương đã bị khởi tố và kỷ luật vì liên quan đến các vụ án này. Theo thống kê đưa ra tại hội nghị, tính đến nay,
đã có 540 vụ án, vụ việc được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Trong đó có các vụ án liên quan đến công ty Việt Á, AIC, FLC, các vụ án hoạt động đăng kiểm trên cả nước. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin tuần sau, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.